Lam Nguyệt Phường. Hãy đến đây chơi trò đời thêm vui. Hãy đến đây chơi trò đời thêm vui. Lại đây người ơi. Hãy đến đây đến với Lam Nguyệt Phường. Lam Nguyệt Phường, Lam Nguyệt Phường, Lam Nguyệt Phường. Một canh là say đắm, hai canh là đắm say, ba canh là ngất ngây, bốn canh là lé luôn. Ở nhà làm gì anh ơi? Nếu đây ta phải đi chơi. Đi đâu? Lam Nguyệt Phường, Lam Nguyệt Phường, Lam Nguyệt Phường. Dạ, kính thưa các Dương Tôn công tử, các lão gia, nếu như ngày hôm nay các người tới đây, coi như các người đã hưởng tất cả thú vui ở trên trần gian này. Bởi vì ngày hôm nay có người đẹp, ai ơi? Người đẹp, ai ấy? Người đẹp, o o. Người đẹp, y y. Người đẹp, ê ê. Và đặc biệt với sự xuất hiện của kỹ nữ đệ nhất Lam Nguyệt cô nương. Lam Nguyệt. Lão gia lại đây. Lão gia. Lam Nguyệt. Ta với lại ai ai là người vô hình hả? Lúc nào cũng Lam Nguyệt bực cái mình. Mấy cô giỏi ăn hiếp tôi thôi à. Nè, cầm dừng tay đó. Gì kệ tôi. Đâu ra có miếng mặt bội này hả? Cái miếng đẹp như vậy á, không ăn cắp á thì cũng là Lam Nguyệt cho. Cho nên mở miệng ra, một Lam Nguyệt, hai Lam Nguyệt chứ gì. Cái gì đúng không chứ? Thôi mà, tôi không có ăn cắp. Chứ lại cái này không phải Lam Nguyệt cho tôi. Không ăn cắp. Mấy chị đừng có anh hiếp anh Dương Nhi nữa. Anh Dương Nhi là người tốt mà. Tốt quá. Nè, có tốt cách mấy á, cũng là cái thú vui tiêu khiển của chúng ta mà thôi. Đúng vậy. Mấy chị mà anh hiếp anh Dương Nhi nữa thì em sẽ mát má. Mấy chị sợ không? Chà, nghĩ sao mà đem má ra hồn. Sợ nha. Vậy mấy chị không được anh hiếp anh Dương Nhi nữa nha chưa? Tiểu bối, ở đây không thích hợp với em đâu. Em vô phòng em đọc sách đi. Em thấy ngoài này vui mà, em thấy mấy chị đón khách vui lắm á. Em thích lắm luôn. Ủa, em thích lắm à. Trời ơi, nói chuyện là thấy ha, có căn có cốt rồi à. Nói nghe nè tiểu bối, mai mốt ở nhà ngày nào á cũng ra đây đón khách với mấy chị. Rồi mai mốt ở nhà cưng hả sẽ thừa cái nguyên cái Lam Nguyệt Phường này luôn. Em sẽ thừa cái Lam Nguyệt Phường hả chị? Ai ai ấy, nói cái gì vậy? Bé nó còn nhỏ lắm. Có căn mà, có gì đâu mà sợ. Tiểu bối nè, em đi vô trong đi. Rồi à, mai anh Dương Nhi dẫn em đi thả diều, em chịu không? Dạ chịu. Ngọt quéo. Yeah. Thả diều có gì mà vui chứ. Ra đây mấy anh thả về mới vui nè. Đúng rồi. Nè, có con nít mà hai cô nói cái gì vậy? Trời ơi, bọn ta nói đúng mà. Có gì đâu, con nhỏ nó có căng đó. Bởi cái nết như vậy á, không có khách là đúng rồi. Không có khách thì thôi đi vô. Giỏi ăn hiếp người ta. Mọi người ơi, hãy đến đây đến với Lam Nguyệt Phường. Hãy đến đây chơi trò đời thêm vui. Mọi người ơi, hãy đến đây đến với Lam Nguyệt Phường. Yeah, lão gia. Thành lão gia. Ai ai của ta đâu? Dạ ai ai. Dạ. Ai ai của ta đâu? Ai ơi. Dạ. Thành lão gia. Dạ xin mời ạ. Thành lão gia. Ơi trời ơi, đi qua đây, qua đây với ta nào, qua đây. Trời ơi, ta nhớ ai ai. Qua đây, sao vậy? Ai ai sao giận ta? Lâu rồi Hành lão gia không có tới. Dạ. Ôi hôm nay ta tới thăm ai ai rồi nè. Trời ơi, thương quá. Quà cho ai ai. Cô chứ, tính đây là ta phải có quà cho ai ai chứ. Dạ. Đây. Quà ta đâu để đây được đâu, quà ta bự lắm, ta để trước cổng đó. Là cái gì vậy Hành lão gia? Ba xe hành. Nàng ăn ba xe hành này cả tháng không hết luôn. Nếu nàng mà chịu ta tốt quá thì ta cho nàng ăn hành cả đời luôn đó. Ai ai à đó. Ăn hành cả đời. Chắc là thơm lắm.
Thôi nào nào, rót rượu cho tôi uống đi nào. Dạ xin mời. Thôi để anh rót cho anh lão già. Phường chúng em à, khi mà tất cả các công tử đến đây thì mọi người sẽ được vừa bước vô là em hôn anh một cái. Ôi mùi con gái khiến hồn đảo điên à, quan em quá thật là quán tiền à, vừa ôm vừa uống anh quên bao muộn phiền à. Các công tử ơi, các công tử ơi. Dạ, kính thưa các công tử, thì ngày hôm nay tất cả các giai nhân tuyệt sắc sẽ xuất hiện tại đây. Người đẹp ái ái sẽ làm mọi người tê tái. Wow. Người đẹp ái ái sẽ làm quý vị ra giấy. Wow, giấy bạc nha. Ồ, dạ vô đi công tử. Dạ. Vâng, và người đẹp ú ú sẽ làm quý vị nhăn nú. Wow. Người đẹp ế ế sẽ làm quý vị tàn phế. Và đặc biệt là Lam Nguyệt sẽ làm cho quý vị tê liệt. Đặc biệt là Tú Mama sẽ làm cho mọi người mau ra. Ê, đừng hiểu lầm, ra ngân phiếu à. Dạ vô đi à, vô à. Cấp. Quỳnh Đài, đi đâu mà dội mà vàng, mà dắp phải đá mà hoàng phải dây. Trời đất ơi, bịt mặt, mặc đồ đen, tay lại cầm bịch vàng, như vậy là ăn cướp rồi. Ôi! 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 Chồng ơi! Chồng ơi! Con ơi của tao con! Con ơi! Bé nín rồi nè! Con ơi của tao con! Con à, giờ đây ạ. Lên từ thì không làm cái gì. Chồng ơi, chồng ơi, chồng. Đi về. Dạ này, khoan. Đây là chiếc khăn có mồ hôi của em. Chị hãy lấy chiếc khăn này chậm vô mũi bé. Bé nghe mùi là bé sẽ hết khóc. Chị cầm lấy đi. Cảm ơn công tử. Ớ, nín. Lạnh quá đi giúp. Bà đi kiếp chồng bà đi. Đi, biến đi, chồng kéo gì ở đây? Chỗ người ta buôn bán mà chồng kéo gì? Mama. Im, Dương Nhi. Dạ. Ai mượn, ai sai, ai biểu? Dạ không có, con tay chuyện bất bình, con ra tay cứu giúp mà. Chuyện này không phải chuyện của con, lên đầu tiếp khách. Dạ. Đi. Ma. Ma hả? Ma, con vô liền. Đi. Dạ. Mọi người ơi. Mọi người ơi. Nha.
Liêu liêu mà ba ơi, tiếp tục cuộc vui đi mọi người ơi. Tiếp tục cuộc vui nha. Tiếp tục cuộc vui nha mọi người ơi. Coi lại cái giọng nha, nó ngộ ha. Lâm Nguyệt cô nương đâu? Ta nghe nói Lâm Nguyệt cô nương ở chỗ này là sắc nước hương trà phải không? Lâm Nguyệt cô nương không khỏe. Ấy ấy ơi, dạ Trương công tử đi con. Công tử ấy. Lâu ngày không gặp, công tử có nhớ thiếp không? Thôi thôi, né ra đi, né ra đi. Ta không có thích cái dạng này. Ta thích Lâm Nguyệt cô nương nè. Dạ. Hôm nay Lâm Nguyệt cô nương không khỏe, Trương công tử thông cảm giùm nha. Ấy ấy, dạ. Tiếp Trương công tử đi con. Trương công tử hãy tóm lấy em. Nè. Tôi nói cho bà nghe nha. Tôi cần gặp Lâm Nguyệt cô nương. Nếu như không có Lâm Nguyệt cô nương thì cái tủ lầu này ta sẽ phá hết. Chưa kể lấy cái đun trái cổ của bà đó. Đừng mà Trương công tử, thôi mà bớt giận mà. Dương Nhi. Dạ, Trương công tử. Trương công tử bớt giận nha. Dạ thôi mời Trương công tử ngồi. Bớt giận. Bớt nóng. Mời Trương công tử uống rượu nha. Dạ. Lâm Nguyệt. Làm Nguyệt ơi. Dạ Lâm Nguyệt cô nương. Dạ Dương Nhi xin lỗi ạ. Có chuyện gì? Dạ Trương công tử đến và dạ, 1-2 muốn gặp Lâm Nguyệt cô nương. Nói với hắn ta là hôm nay Lâm Nguyệt mệt và không muốn tiếp ai cả. Dạ Tú Mama có nói như vậy, nhưng mà hắn nói nếu như Lâm Nguyệt cô nương không xuất hiện, hắn sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cái tên họ Trương này thật là quá đáng. Có ta ở đây mà dám lộng hành như vậy à? Ta cầm cái lệnh bài này của ta đưa cho hắn. Hay, giỏi lắm. Đúng là cục ức này nuốt không trôi cơ mà. Đi. Trương công tử,
Đúng là con quý nhân có khác. Hay quá má ơi. Dạ, các vị khách quý cứ tiếp tục vui vẻ đi ạ. Công tử ơi, ta tới đây. Ai không phần sự, biết hết cho ta. Đây. Lam Nguyệt đâu? Con hồ ly tinh dám cứ dùng ta. Lam Nguyệt, Lam Nguyệt, Lam Nguyệt, Lam Nguyệt. Mama. Giang Sinh, cứu ta. Giang Sinh, cứu thêm. Ta biết ta sai rồi đừng tử ơi. Ta không vui, ta làm cho nàng buồn. Nàng bỏ qua cho ta, đừng giận ta, đừng đốc giận, nàng tha cho ta. Tha cho Lam Nguyệt đi nương tử. Chàng bình tĩnh đi, chàng căng thẳng quá rồi. Ta biết chàng tới đây vì nhan sắc quả. Vậy thì bây giờ ta sẽ hủy hoại nhan sắc đó. Để rồi đừng, coi đừng, chàng còn bén mảng tới đây đừng, nữa hay không. Đừng bà nương tử ơi, đừng. Ta muốn chính tay chàng làm. Đừng, Nhân Sinh. Không, Nhân Sinh đừng. Đừng mà Nhân Sinh. Nhân Sinh ơi, Nhân Sinh ơi. Làm Nhân Sinh ơi, đừng làm vậy. Làm Nhân Sinh đừng. Làm mà đóng cửa, tôi không biết làm sao đây mama. Đau, đã làm kỹ nữ mà cũng không được ổn định nữa. Bữa thì không có khách, bữa nay đóng cửa luôn, xô quá. Đau. Từ đó thì giờ làm kỹ nữ vì đam mê, bây giờ cắt đứt đam mê. Tôi không biết phải làm cái gì đây mama. Mama ơi, tụi con chỉ có một chỗ này để hành nghề thôi. Bây giờ đi khỏi đây rồi biết hành nghề ở đâu? Ai ơi, ngươi nói cái gì vậy? Làm người vượt nhưng mà là gia đình của chúng ta, ăn ở đây, sống ở đây. Bây giờ không làm ở Lam Nguyệt Phường, không lẽ đi ra đứng đường? Không đứng đường đâu, không đứng mama, đường đâu. Mama, nói cái gì? Mama, mama, đừng có giật nữa. Cuộc đời của ta từ năm 14 tuổi đã đi làm thị nữ, cuộc sống rất ổn định, đến bây giờ làm tú bà. Nếu ta không làm nghề này thì ta lấy gì để sống? Mama, mama không biết làm gì với tôi, con làm cái gì để mama? Mama, giải tán. Hả? Giải tán đi. Đừng mà. Giải tán đi. Ủa sao mọi người buồn quá vậy? Con gái, con gái, Lam Nguyệt Phường gần sắp đóng cửa rồi con ơi. Thôi mama đừng có khóc, để tiểu bối đi làm luôn mama nha. Trời ơi, con còn nhỏ mà làm cái gì, không làm gì được đâu con ơi. Con có tiền nè, con đưa hết tiền cho mama nha, mama đừng có buồn nữa. Cảm ơn con. Tiền này của con ta đưa cho ta, còn hai ngươi về quê chăn gà chăn vịt đi. Giải tán. Đừng mà. Lệnh của ta
Dương Nhi, làm theo lệnh của mama. Mama đừng mà. Dương Nhi, đừng mà, Dương Nhi. Đừng mà. Dương Nhi. Đừng mà, Dương Nhi. Ai ai. Ai ai. Tiếp chiêu. Đừng mà mama. Dương Nhi cho làm lai rai cũng được mà Dương Nhi. Hôm nay buồn quá đi thôi. Buồn á. Lam Nguyệt đóng cửa. Buồn ơi là buồn. Hey, buồn buồn ngồi đốt lòng chết á. Nó phải đóng à, cháy à. Buồn buồn ngồi nóng trời cháy quá trời, khét quá khét. Khét ơi là khét kìa. Đốt qua đốt lại cháy lòng luôn rồi. Trời ơi. Mama. Ôi không có buồn nữa. Hãy đốt đi. Đừng mà mama. Đừng mà mama. Đừng mà. Ta kêu đốt. Kỷ niệm mà mama. Đốt đốt. Một cây đốt chẳng thành tro, ba cây chụm lại cháy Lam Nguyệt Phường. Hãy đốt đi đốt cháy Lam Nguyệt Phường. Hãy đốt cháy đi cho thành bụi cho. Người ơi người ơi người ơi hãy đốt. Hãy đốt đi đốt cháy Lam Nguyệt Phường. Lam Nguyệt Phường. Lam Nguyệt Phường. Lam Nguyệt Phường. Ngưng ngưng. Dẹp lửa, tắt lửa, má. Dập lửa cho ta. Má ơi, má, má, khoan, tụi con đốt thì phải rồi, lên đốt thì không má được. Còn đi, nín cho tao. Ta đã có cách rồi. Mẹ đang đổi thay, cuộc sống cứ xoay ta từng ngày. Ngoài kia hai bốn ba gió sương ao vương bụi đường. Tuy phong lưu ta cùng nhau ngồi lại nhắm chén tạc chén thù. Ngắm nhìn mây phiêu lãng dù. Cô đơn đã qua, nàn dưới âm tâm hồn ta. Đời trái phong ba đó đây, biết nơi đâu là nhà. Hoài bao năm nhì chẳng lớn lao, nhưng khi phanh ta tựa như núi cao. Chỉ cần ta ở bên cạnh nhau đến mãi sau. Dạ, thưa Tú Mama, cũng như thưa tất cả các mỹ nam ở khắp kinh thành, ngày hôm nay tụ tập về đây để mà dự thi cuộc thi tuyển kỹ nam. Và kính thưa các mỹ nam, ông bà ta có câu: muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau. Kỹ viện nam đã mở ra, một mình tôi làm không xuể. Chính vì vậy Tú Mama và tôi quyết định tổ chức một cuộc thi tuyển mỹ nam có thể cùng tôi phục vụ các phu nhân. Chúng ta làm ở đây bằng trái tim, bằng khối óc, bằng những cái kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Chính vì vậy, các bạn đến đây phải có công, dung, ngôn, hạnh và một trái tim yêu nghề cháy bỏng. Chúng ta với phương châm là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách đi rồi sẽ quay trở lại. Rồi bây giờ còn chần chờ gì nữa, buổi tiễn kỹ nam xin phép được bắt đầu. Dương Nhi tôi xin mời nam sinh đầu tiên Trần Ái. Đẹp. Trời ơi. Nha, bớt tên chân ái lợi, tên chân thúi nha. Trạm. Tiếp tục con. Và bây giờ chúng tôi xin mời mỹ nam đến từ quận Cái Răng. Xin mời. Đẹp. Đẹp. Mỹ nam.
Yeah. Ê, đến ăn kỹ sạch sẽ giùm em nha. Xin mời Hàm Hương công tử. Wow. Được. Chào đại công tử. Xin chào ba má. Nhức đầu quá cho đi. Yeah, đi về liền. Hàm Hương là cái hương từ trong hàm nha. Xin mời môn sinh kế tiếp. Wow. Ê anh. Sao à? Cảm mang cục công tử loại. Má ơi, bây giờ chúng ta không tìm được kỹ nam nào, vậy bây giờ sao đây? Phải được. Tới sáng cũng tiếp nha con. Các em, năng động lên nào. Có tới sáng thì cũng phải chọn được. Đang sáng em à? Ừ. Sợ quá. Cố lên. Bây giờ chúng tôi xin mời Mỹ Nam kế tiếp. Ôi. Như vậy là kỷ viện chúng ta đã có người kế thừa rồi má. Quá hay. Xin mời nam sinh kế tiếp. Mời. Nam sinh, mời nam sinh. Bé, mời nam sinh á. Loại ạ. Tiễn dông. Wow. Wow. Trời ơi. Mơ mà. Trời ơi. Không chọn. Má làm gì hết. Mama. Không. Mama. Chọn, má. Chọn. Wow. Cực phẩm. Xin mời nam sinh kế tiếp. Được hai người rồi, được hai người rồi. Hứng quá nè, hứng quá. Wow. Được á, mama. Chọn không? Ủa chưa, diễn đi. Chọn không? Không, mình biểu diễn kỹ năng đi à. Đúng rồi. Chưa biết đâu. Chọn trong áp lực. Trời ơi. Như vậy là kỷ niệm của chúng ta đã có thêm các Mỹ Nam. Này các Mỹ Nam. Dạ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Các con hãy thành tâm ra mắt tổ nghiệp kỹ nam đi. Dạ. Chúng con là một dàn mỹ nam đệ nhất. Xin ra mắt tổ nghiệp. Con tên Dương Nhi. Con Mỹ Nam 1. Con Mỹ Nam 2. Con Mỹ Nam 3. Con ta là Tú Ma Ma. Cùng nhau đồng tâm nguyện thề. Con bàn nghe chứ không có bàn thân à. Quyết như dình tiết trên đến tận cùng. Thánh đơn đầy múa vui chứ không bán thân à. Là
lại tổ nghiệp đi các con. Dạ. Thời thế đang đổi thay, cuộc sống cứ xoay theo từng ngày. Ngoài kia 2-4-3 gió sương ao vương bụi đường. Tuy phong lưu ta cùng nhau ngồi lại nhắm chén tạc chén thù. Ngắm nhìn mấy phiêu lá. Gì vậy ba? Kia kia, các con ơi hãy nhìn kìa, tổ nghiệp đang cười với chúng ta. Trời, trời ơi, vậy là chúng ta làm ăn hồng phát rồi. Dạ. Đội ơn tổ nghiệp. Đội ơn tổ nghiệp. Dạ, kính thưa tổ nghiệp, con là Dương Nhi, đệ nhất Mỹ Nam. Con xin một lòng trung thành với tổ nghiệp, giữ kín thông tin khách hàng, không la làng khi bị khách đánh, vệ sinh thân thể thật tốt, luôn vừa ăn ngon miệng như muối sầu riêng. Con xin hứa sẽ không nằm trên và tạo áp lực cho khách hàng. Con hứa lấy đúng giá, không xin thêm tiền bo, đặc biệt không ăn cắp giặt. Chúng con xin thầy, xin thầy, xin thầy. Chỉ cần bên ta đường đó ta trải hoa, xuống dài cũng vậy, cùng nhau ta xây giấc mộng nơi đại đô. Dạ, chúng tôi là Tứ Đại Mỹ Nam, xin kính chào các phu nhân. Chúc các phu nhân buổi tối viên mãn. Muốn đến lầu xanh, cởi ngựa cho nhanh. Đã đến lầu xanh, ta quậy cho banh. Em là Dương Nhi. Em Mỹ Nam 1. Em Mỹ Nam 2. Em Mỹ Nam 3. Nào ta cùng la. Em làm phép cộng, em làm phép trừ, em làm phép nhân, em làm phép chia, em căn bậc hai, em mũ bình phương, rồi em tính lộn, rồi em đánh lộn. Khách bo quá trời, tụi em lên đời. Ta bo. Hay, khó tập vợt, có nghệ thuật. Bo thêm. Mẹ. Mẹ. Nghe bầu trời xa xăm, nhớ con tôi ậm. Về đây, bên máy tính chiều. Xin lỗi, con mồ côi. Con của mẹ. Lại đây với mẹ. Lại đây. Tự nhiên cái mù ngang vậy. Lại đây với mẹ. Vui quá. Con tự nhiên nhảy lên đầu ta gì? Chê ta hả? Chê ta già hả? Phu nhân bớt giận phu nhân. Dạ phu nhân, đã có Dương Nhi. Muốn đến lầu xanh, cởi ngựa cho nhanh. Đã đến lầu xanh, ta quậy cho banh. Lâu rồi ta mới nhậu một lần. Mama. Ủa ba. Nhờ Dương Nhi đó. Lấy cho ta bình rượu. Uống bình rượu xuống. Dạ có đây. Trời ơi, sao uống dữ vậy? Rượu ngon mà người cũng ngon. Trời ơi, ta nói nè, thưởng cho bà, nhờ Dương Nhi mà ta khỏe, đúng là đệ nhất kỹ nam. Đệ nhất kỹ.
kỹ năng. Xem ta như một kẻ chiêu đùa bướm ông, chỉ cần bên ta đường đó ta trải hoa ông, cùng nhau ta xây giấc mộng nơi đài đó. Dương Nhi, Dương Nhi đâu? Hả? Bảo Hành phu nhân, Dương Nhi ở đây nè. Muốn bảo cái gì thì bảo đi. Cảm ơn Bảo Hành phu nhân. Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Cảm ơn Dương Nhi. Dương Nhi. Xin chào. Xin chào. Người, người. Hả? Hả lắm. Người đánh tao một cái, ta đánh lại người hai cái. Người đánh ta hai cái, ta quất lại ba cái. Thôi đi, chờ tiếng lên à. Chẳng hay ngày hôm nay tại sao Bảo Hành cô nương lại đến đây? Không giấu gì ngươi, ta sinh ra trong một gia đình bạo hành. Cha ta đánh mẹ ta, mẹ ta đánh em ta, em ta thì đánh ta. Cuộc đời ta suốt ngày cứ toàn bị đánh. Đánh từ sáng tới tối, đánh từ tối tới sáng, đánh không kiên cử, đánh bất chấp thời gian, đánh khắp địa hình. Thế là một ngày nọ ta quyết định kêu quan. Và rồi quan cũng đánh ta. Ta oan ức quá, chạy ra ngoài nhìn lên ông trời. Ta thốt lên rằng: tại sao vậy? Tại sao cuộc đời ta sinh ra toàn bị đánh không vậy? Công bằng ở đâu chứ? Thế là ông trời cũng đánh ta. Ta mới nhận ra một điều: cuộc đời ta sinh ra là để bị đánh. Từ đó ta có một châm ngôn sống. Châm ngôn gì? Đánh kẻ chạy đi, đánh luôn người chạy lại. Hay. Vậy ngày hôm nay Bảo Hành phu nhân tới đây gặp Dương Nhi là đúng người rồi. Dương Nhi, còn chờ gì nữa, đánh ta đi nào. Nào, lách mạnh qua bên phải nào, lùa nhẹ qua bên trái nào, thụt vào buồng tim ta đi, xoay nhẹ vào cái chả cổ nào. Dương Nhi, đau quá. Tiểu Phu, còn chờ gì nữa, vào rừng bữa tuổi đi. Nhớ đi, đừng dừng lại. Giang sĩ. Tiểu Phu. Tiểu Phu, bữa tuổi đi nào. Đúng rồi, xích mạnh lên. Tại sao mà hãy bình tĩnh. Từ từ người nào cũng có. Lộn xộn người có người không à. Dạ, biết rồi. Bình tĩnh thì Dương Nhi sẽ gặp. Thôi. Xin các quý phu nhân hãy bình tĩnh cho. Dạ. Bây giờ mình xếp thành hai hàng. Dạ. Rồi cái Dương Nhi á sẽ phục vụ từng người nha. Dạ. Dạ. Ê, đừng có gì. Trời đất ơi.
Xin thứ lỗi đã làm mất giấc ngủ của hai cô nương xinh đẹp. Dạ, xin công tử. Cho ta hỏi Dương Nhi có đang rảnh không? Hả? Dương Nhi? Đừng ngạc nhiên, nam nữ không quan trọng, vui là được. Kỹ nữ cũng hốt mà kỹ nam cũng hốt, trai mặn đều dùng được. Dạ, xin mời nghiệp phu nhân. Không, nghiệp tụ phu nhân. Nghiệp tụ phu nhân. Dạ, nghiệp tụ phu nhân đúng là khách hàng thân thiết đó. Đêm nào cũng tụ về đây hết ha. Trời dây kỳ duyên với bao kỷ niệm, bông gian kỷ niệm ở trong kỳ duyên. Một thời tuổi thơ chạy theo kỷ duyên, ôi kỷ niệm kỳ duyên. Ta nhớ kỷ duyên diệu chắc ta thôi nên... Không nên chế lời như vậy, không dạ. Tốt. Phu nhân thứ lỗi cho ta. Mời phu nhân vào trong vui vẻ. Vui vẻ nha. Vui vẻ. Con cứ chào nghiệp phu nhân, cho dù từ trước tới giờ con với bà cũng không thân. Nay bà đến đây con sẽ làm bà tươi trẻ, giúp cho bà khỏe để bà xinh đẹp hơn. À, bà cũng chào con, nhìn thân hình của con phải nói thiệt là ngon. Bà đây trước giờ không thích lời ngon tiếng ngọt, nên bây giờ con hãy chửi bà liền đi con. Dạ dạ không không, trời ơi con nào dám. Đời của con màu hồng đâu muốn thành màu xám. Và con biết rõ thân phận con thấp hèn, chỉ làm bà sung sướng mỗi khi con tắt đèn. Thôi thôi, ta đến đây không phải là vì chuyện đó, ta đến đây là chỉ vì cái miệng của ngươi đó. Chửi liền ta đi không có gì phải lo, chửi làm ta sung sướng lát rồi có tiền bò. Ê, con mẹ già, qua héo bà cứ tưởng mình nụ à. Con nít nó đã gọi là cụ bà, mà thấy nay mẹ bà vẫn dụ à. Quỷ tha ma bắt cái nhan sắc bà xấu xí, nay được một bữa để ta chữa cho thấu lý. Chọc ai không chọc, dám chọc đến Dương Nhi. Bà mà cười một cái ai cũng tưởng là cương thi. À, chửi nữa đi, ta sướng quá, chửi nữa đi. Ta sắp chịu hết nổi, hãy chửi nữa đi. Hãy làm cho ta sung sướng, những thứ này sẽ là của mi. Wow. À, quả là bà là cái người mà không biết nhục. Vậy thì để bây giờ Dương Nhi chửi tiếp tục. Cái thứ mê say độc hại cũng không hết, cái thứ đàn bà hôm na cũng không nết, cái thứ lăn loàn bỏ chồng mà bỏ con, cái thứ trâu già mà quái gặm cỏ non, cái thứ ăn ở ác nhân mà thất đức. À, ta đã quá, cứ chửi vì mấy ngày nay ta vã quá, thân hình ta nóng như cái lò hỏa. Cứ chửi nữa đi, ta đã quá, cứ như người say luôn vậy á. Làm ơn, cứ chửi nữa đi, muốn gì được nấy, muốn gì được nấy, tất cả thứ này sẽ là của mi. Ê, con mẹ già, ngoảnh lỗ tai mà nghe ta chửi nè. Lời hay ý đẹp mà bà không muốn tiếp thu, ta tán một cái đầu bà tét làm ba, da bà tét làm bốn, rốt bà tét làm năm, cầm bà tét làm sáu, con cháu bà nhận không ra. Bám ba đời họ cha, bám hai đời họ mẹ bà. Mẹ bà, 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 mẹ bà. Dạ, xin mời công chúa. Đây là công chúa Dubai, ráng mà phục vụ cho tốt nghe không? Dương Nhi xin kính chào công chúa. Chẳng hay ngày hôm nay công chúa đến đây muốn Dương Nhi phục vụ gì ạ? À? Hôm nay ta đến đây, ta muốn chàng phục vụ cho ta một tiết mục thật đặc biệt. Một tiết mục thật đặc biệt. Không biết
công chúa muốn tiết mục gì? Chàng làm gì cũng được, miễn sao nó có cái dài dài, tròn tròn, trơn trơn, ướt ướt mà nhúc nhích, chàng có làm được không? Ta làm được, nhưng ta thắc mắc một điều, tại sao công chúa đẹp mà công chúa điệu quá vậy? Làm con gái phải điệu, ai không điệu, xấu gắng chịu làm sao? Phải như vậy mới đẹp đúng không công chúa? Và bây giờ, tiết mục đặc biệt xin phép được bắt đầu. Mời công chúa khép đôi mi lại và bắt đầu cảm nhận. Đúng rồi nè chàng, cái mà ta cần tìm nè, nó tròn tròn, ướt ướt, trơn trơn, mà nó nhúc nhích, làm ta thích làm sao? Mà sao tự nhiên, sao ta không thấy gì độc lạ hay vậy chàng? Công chúa, mạnh lên. Ta mạnh hết cỡ rồi. Ê, ngay cái nguyệt á. Đây nè, trời ơi, đau tay quá nè. Mạnh lên. Mạnh hết cỡ rồi. Mạnh nữa. À, đau tay quá. Sao vậy con? Mama, con đau tay quá. Con đau tay hả? Dạ. Vậy con xuống bếp con chẻ củi cho hết đau tay nha. Con hết đau tay rồi. Để ta nói cho con biết nè. Ở đây á, Dương Nhi là gà đẻ trứng vàng nha con nha. Quần áo con mặc là của Dương Nhi mua đó. Ê, má quá khen rồi. Đúng vậy mà, xăm xăm. Xăm xăm. Để ta coi như anh như thế nào nè. Dạ. À, rồi. Dạ rồi. Dạ. À trời ơi, cây xăm thượng thượng. Trời ơi, cái đó cây đũa đó má. Không. Đây nè, có ghi chữ thượng thượng. Không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra ở đây. Chắc là có cách đó. Mama. Hả? Mama. Chuyện mama, gì? Có thích khách. Có thích khách. Có thích khách. Sao có thích khách mà mày vui vậy? À, không có. Con nhầm. Có khách tới. Khách tới. Hả không ra? Nuốt nguyên cái ly này. Lẹ. Nuốt không vừa là nuốt nguyên cái bình nha. Hai, ba. Hai. Hai. Con ấy nuốt được luôn. Dạ. Ôi trời ơi. Khách tới rồi các con ơi. Trời ơi. Thời tới cản không nổi rồi. Giang, giang rồi. Có ai ở đây không ạ? Trời ơi, có ai ở đây không ạ? Có ai vô duyên giống em bước ra tiếp em cái đi ạ? Có ai không ạ? Cho em hỏi có ai ở đây không? Ác hẳn là nhà quan chết chủ rồi. Như vậy thì ta sẽ cầm cái đèn cầy này mạn phép phóng quả thiêu rụi chỗ này. Dừng tay lại. May quá con người ra kịp lúc chứ không là phóng quả rồi. Dạ, kính chào Sô Sê phu nhân. Wow. 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 Wow, Sô Sê, Sô Sê. Lộn mèo, lộn mèo. Dạ. Người đâu gặp gỡ làm chi? Người đây chắc hẳn chính là Dưỡng Nhi. Nhi đồng. Đồng bóng. Bóng lộ. Lộ thiên. Thiên đàn. Đàn bướm. Bướm bà. Đúng. Ta chính là người đàn bà mang hai chiếc bướm. Cô đừng nói đâu, cõi đời lạc lõng như vô tình. Nếu như bà lạc lõng thì ngày hôm nay bà đến đây, tôi sẽ làm bà xe khít khít khít. Đúng, hãy siết chặt ta trong vòng tay của Dương Nhi đi. Bởi vì Dương Nhi có biết không, ngày xưa ta cũng từng là một kỹ nữ như ngươi. Ủa? Đúng vậy, ta từng làm kỹ nữ. Được 3 lần, dính 3 cái bầu đẻ 3 đứa con, cuối cùng là mẹ đơn thân tới bây giờ luôn. Trời ơi, như vậy tôi và bà là đồng nghiệp với nhau. Đúng vậy. Wow. 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 Thiên hạ quả là đồn không sai. Dương Nhi à. Dương Nhi đúng là đẹp lạ, đẹp lùng, đẹp khùng, đẹp điên, đẹp chúa chiên, chúa nướng, đẹp sung sướng tấm thân, đẹp lân lân cảm xúc, đẹp cục xúc cuộc đời, đẹp người người vũ trụ. Người đời đồn thổi là Dương Nhi đây
trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, văn hóa, lịch sử, xã hội, thể dục thể thao. Chẳng hay hôm nay Sô Sê phu nhân đến đây, ngài muốn chơi về chủ đề gì ạ? À? Ta muốn thử thách ngươi về toán học. Toán học? Đúng. 2 lần 1 là 2. 2 lần 3 là 6. 2 lần 4 là 3. 2 lần 8 16. 2 lần 6 là 13. 2 lần 9 34, chân hụi chết rồi. Hay. 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 Giỏi. Sô Sê phu nhân, ngài quả thật là thú vị. Ngươi đúng là một thí dụ. Rất là đẹp, rất là thông minh. Ngươi đúng là một người có tài, có sắc. Nhưng mà ta đến đây không phải vì những thứ đó. Chứ bà đến đây không biết vì cái gì ạ? À? Ta nghe đồn ngươi chính là kỹ nam có chiếc lưỡi vàng trong làng tai mũi họng. Ê, không có. Đúng không? Tôi là kỹ nam có chiếc lưỡi dài nhìn hài lắm nha. Cho ta xem cái lưỡi đi nào. Dạ không ạ. Cho ta xem. Dạ không ạ. Cho xem. Tôi bán nghệ chứ không bán thân. Ta đâu có bị thâm đâu mà cần nghệ. Bây giờ ta cần xem cái lưỡi, lè ra. Dạ không ạ. Lè. Dạ không ạ. Lè. Dạ không ạ. Lè. Không. Lè. Không. Lè. Trời, cưng quá nhở. Cưng quá mọi. Trời, thấy cưng quá à. Trời, đúng là chiếc lưỡi vàng trong làng tai mũi họng mà. Bây giờ à, ngươi có thể làm kiểu với chiếc lưỡi của mình không? Chứ như vậy nhìn nó đơn điệu lắm. Làm được kiểu khác không? Làm cho ta xem. Ôi, thấy cưng quá, thấy cưng quá nhở. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, làm được nhiều kiểu không? Cái này là bổ luống nè, 5 năm nè, để coi 73, 64 được không nha. Cột cái nơ lại coi. hay lắm, quả là một nam nhân thú vị. Nhưng mà nhìn chiếc lưỡi của ngươi, ta tuổi thân lắm. Đúng là người ăn không hết kẻ lần không ra mà. Từ nhỏ ta bị bệnh lưỡi ngắn. Lưỡi ngắn nói không được chữ đờ luôn, bắt đi học bị bạn bè chọc muốn chết luôn vậy đó. Buồn lắm. Ngươi có thể chia cho ta một cái lưỡi được không? Cho cái lưỡi của ta nó dài ra được không? Gác quá, gác quá. Đào thốn nhà thốn. Dạ, có lỗ. Dạ, chẳng hay Sù Sề phu nhân đã thấy thỏa mãn chưa? Chưa đâu. Ta đến đây không chỉ là thử về thể lực, ta muốn thử vị giác của ngươi. Ta muốn ngươi phải thử ẩm thực. Không biết là Sù Sề phu nhân muốn ta ăn món gì ạ? Ta muốn ngươi phải ăn đằng sống, nói đằng gió, ăn có, nói không, ăn lông ở lỗ. Chính là ăn than. Ăn than. Đúng vậy. Được. Được. Mời. Wow. Hay lắm, đẹp lắm. Ăn, ăn đi Dương Nhi. Hay, hay lắm Dương Nhi à. Ăn nữa đi Dương Nhi. nữa đi Dương Nhi. Quả là không có gì có thể làm khó được ngươi. Nhưng mà nãy giờ ta thấy ngươi thấm mệt rồi. Vậy thì ăn đi. Đa tạ Sù Sề phu nhân. Mang lên đây. Chuối ngon lắm. Ăn đi. Ăn. Tao nói ngươi ăn. Ăn đi. Vàng của ngươi đây. Ăn cho ta. Ta muốn thấy ngươi ăn. Ăn đi. Ta quên, nãy giờ ngươi mệt, chắc là nuốt không trôi đúng không? Vậy thì để ta. Đây. Uống cho ta. Uống đi Dương Nhi. Uống cho ta. Uống.
quý phu nhân. Ủa phu nhân. Dạ lời nói đầu tiên cho phép Mỹ Nam một, Mỹ Nam hai, Mỹ Nam ba. Xin được nghiêm trang đàng hoàng khép đôi chân dài 1m12, xòe 10 đầu ngón tay để ngay trước ngực, thực hiện nghi thức kính cẩn nghiêng người, nở một nụ cười công nghiệp, xin xảo 6,5cm kính chào toàn thể quý vị. Và ngay sau đây nhóm hài xin được trình diễn một tiết mục kể chuyện vui nhộn bể bụng bầu. Câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngày xưa ngày xưa, có một bà bán chè. Vì bán chè cho nên bà phải nấu một nồi chè rất sớm để mang ra chợ bán sớm. Trên đường đi ra chợ, đột nhiên đi ngang qua một bụi tre, bà nghe một cái tiếng xốp xoát xốp xoát. Bà quá tò mò nên tiến gần lại bụi tre, vạch bụi tre ra, phát hiện một con ma. Bà bán chè quá sợ hãi liền ngã xuống, lết 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 về tới nhà, đứng lên cái quần cát không. Anh em ca sĩ chúng ta cùng qua lời ca, mong sao tiếng cười mang đến dành cho mọi nhà. Trật tự, bình tĩnh, ổn định. Đây mới là món gai vị thôi. Dạ đúng rồi, dạ, đúng rồi. Dạ 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 dạ. Đây chỉ là khai vị thôi. Dạ. Đặc sắc là một phần sau. Dạ. Kính thưa các quý phu nhân, không để các quý phu nhân phải chờ đợi lâu nữa, tiếp sau đây sẽ là một tiết mục cực kỳ đặc sắc. Đặc sắc. Sắc. Nóng bỏng. Nóng bỏng. Ly kỳ. Ly kỳ. Hấp dẫn. Xin mời đệ nhất kỹ nam Dương Nhi. Dân xin công tử trước đêm mê kỹ nữ Lam Nguyệt. Bây giờ kỹ nữ Lam Nguyệt đã bị thiên kim tiểu thư hủy hoại nhan sắc. Vậy thì dân xin công tử đến đây để làm gì? Đây lại là kỹ viện Mỹ Nam đó, thật là khó hiểu. Cứ từ từ quan sát, đừng có nói cho thiên kim tiểu thư biết đó. Dạ phu nhân. Dương Nhi, Dương Nhi, Dương Nhi. Dương Nhi.
Đệ nhất kỹ nào? Đệ nhất kỹ nè. Đệ nhất kỹ nè. Đệ nhất kỹ nè. Hay lắm phải không? Dạ xin mời, xin mời. Hôm nay con về nha. Cho hết đi. Dương Nhi, hôm nay biểu hiện khá lắm. Dạ. Cho ngươi. Dạ. Cảm ơn công tử. Dạ, cảm ơn. Bạch phu nhân, hôm nay người cũng có mặt ở đây à, Bạch phu nhân? Ai? Dạ mời Bạch phu nhân. Dường gì á, còn có A Á dạy ấy mà mama. Im đi. Im đi. Im đi. Hai nhà ngươi đã bị thất sủng rồi. Đừng lên tiếng gì nữa hết. Thôi mà mama, mama đừng có khóc. Mama khóc tụi con sợ lắm mama. Dạ. Sợ gì? Dạ sợ ma. Mày nói tao gặp như mấy người đi đám ma hả? Dạ đúng rồi. To gan. Sao dám nói mama giống ma chứ? Con này được nè. Mama giống quỷ. Quỷ dạ. Hả mày? Tụi bay là quỷ là ma. Trời ơi, tao đang khổ mà tụi bay còn nói như vậy. Chiều ra tao cho tụi bay đói hết. Không cho tụi bay ăn uống mama, gì hết trời ơi. Mama, đừng có chọc điên tao. Mama con nói giỡn thôi dạ. Mà giỡn cho vui thôi mà. Dạ. Mama, giỡn cho vui thôi. Cho vui. Không có vui. Không có vui. Mama, mama. Dạ, có Bạch phu nhân tới. Bạch phu nhân. Dạ, kính chào Bạch phu nhân. Ta tới đây muốn tặng một món quà. Ít quá hả? Dạ không, nhiều quá. Trong cái rủi có cái mai mà. Dạ. Dạ cảm ơn Bạch phu nhân đã tặng cho muội. Số ngân lượng này ta tặng cho Dương Nhi đã cứu mạng của ta. Quê. Không có vui. Tặng cho ngươi. Nhỏ nhưng mà vui. Dạ. Ta nói đùa thôi. Số ngân lượng này ta tặng cho tất cả các người. Cảm ơn Bạch phu nhân. Cảm ơn Bạch phu nhân. Dương Nhi đâu? Dạ Dương Nhi đang ở trên thư phòng nghỉ ngơi ạ. Công tử, công tử, người đừng cử động, sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Vết thương của công tử ta đã băng bó lại rồi, sẽ không sao đâu. Nhưng mà tại sao nàng lại ở đây? Do Bạch phu nhân
không yên tâm giao công tử cho đại phu, nên cử ta ở đây để chăm sóc cho công tử. Ta thật không ngờ nàng lại là một nữ y. Công tử, nếu như gặp một người khác chắc đã mất mạng rồi. Không, nhờ y thuật của cô nương cao cường nên đã kéo ta từ quỷ môn quan trở về. Đại ơn đại đức này không biết khi nào ta mới đền đáp được. Đà tạ cô nương. Bạch phu nhân. Bạch phu nhân, đừng ngồi dậy. Đa tạ bạch phu nhân. Ngươi cứu mạng ta, ta đa tạ ngươi không hết. Thu Hương, dạ, chăm sóc cho Dương Nhi thật tốt nha. Tuân lệnh phu nhân. Ngươi yên tâm tịnh dưỡng, Thu Hương là người thân cận của ta. Hơn nữa, y thuật của Thu Hương rất là giỏi. Đa tạ phu nhân. Tiểu bối, tiểu bối, chị Thu Hương có làm bánh tiểu bối thích nè. Tiểu bối có muốn ăn không? Tiểu bối, sao tự nhiên ngồi đây một mình mà mặt không có vui vậy? Không ai chơi với em hết, anh Dương Nhi cũng không chơi với em luôn. Anh Dương Nhi đang bị thương, khi nào anh Dương Nhi khỏe, anh Dương Nhi sẽ chơi với tiểu bối nha. Giờ anh Dương Nhi chỉ chơi với chị Thu Hương thôi, anh Dương Nhi có thèm chơi với em nữa đâu. Rồi rồi, vậy thì sau này á, chị Thu Hương với anh Dương Nhi sẽ cùng chơi với tiểu bối nha. Chị hứa rồi đó nha. Hứa. Sau này hai anh chị làm gì tôi phải rủ em theo đó nha. Nhất định. Vậy thì bây giờ ăn bánh nha. Dạ. Ủa, tiểu bối, sao con lại ngồi đây? Không ai chơi với con hết, con có anh Dương Nhi chơi với con à. Trời ơi, Dương Nhi sao chơi với con được? Nghe lời mama vô phòng ngủ sớm nha. Mama, sao ai cũng tới cha hết mà con không tới cha vậy mama? À, thì... Cha con đâu rồi mama? Thì cha con... Cha con là ai vậy mama? Thôi mà, sao tự nhiên bữa nay con lại hỏi như vậy? Con vào trong nghỉ sớm đi, rồi từ từ mama sẽ nói cho con nghe nha. Nghe lời mama, mama thương. Nghe nha con nha. Dạ. Giỏi, vô phòng nghỉ sớm nha con. Kỷ vật còn đây mà người xưa đang ở nơi đâu? Không biết bây giờ chàng có nhớ đến ta không? Chàng đang ở đâu? Tú nương, có phải là nàng hay không? Chàng là người, chàng là người. Tú nương. Chàng ơi. Nàng sao vậy? Tại sao vậy Tú nương? Tú nương à, ta nhìn nàng khác xưa nhiều quá. À, Tú nương à, bao nhiêu lâu nay ta vẫn nhớ tới nàng. Nhưng mà ngàn nỗi, ta là con của nhà quan, không thể được đường chính chính đưa nàng về nhà được. Ta thật có lỗi với nàng. Chàng không có lỗi, lỗi là ở do thiếp. Thiếp là kỹ nữ làm sao sánh được với chàng. Kỷ vật chàng đã tặng cho thiếp, đến bây giờ thiếp vẫn còn giữ đây. Thiếp không thể nào quên được. Chàng không có lỗi. Kìa, Tú nương à. Mama đi thả diều với con đi mama. Tiểu bối, tiểu bối ơi, con hãy lại nhìn cha của con đi. Cha? Đây là con của chúng ta. Tiểu bối,
Tiểu bối là con của chúng ta. Đúng rồi, ta có con. Sao chàng ngạc nhiên? À, không, tại vì tao quá vui mừng, cuối cùng ta cũng có con. Tiểu bối, đây là cha của con sao? Đúng rồi, cha của con đó. Là đây với cha. Tiểu bối, bấy lâu nay ta không biết có sự tồn tại của con. Tiểu bối, Tú Nương à. Dạ. Ta có thể xin phép nàng đưa tiểu bối về nhà ra mắt ông bà nội rồi nhận tổ quy tông được hay không hả? Được, chàng cứ đưa tiểu bối đi. Con không muốn xa mama đâu. Con nghe lời mama, đi với cha đi. Rồi lâu lâu cha sẽ dắt về thăm mama nha con. Nghe lời mama, con đi với cha, con sẽ được ăn mặc đẹp, con sẽ là thiên kim tiểu thơ. Nghe lời mama, lâu lâu cha con sẽ dắt về thăm mama nha con nha. Dạ. Đúng vậy, đi theo cha. Rồi thường xuyên cha sẽ dắt con về thăm mama. Đa tạ nàng. Đi thôi con. Mama. Kìa, tiểu bối. Tiểu bối. Tiểu bối, nghe lời mama, đi với cha đi con. Mama đau lòng lắm tiểu bối. Con hiểu cho mama nha tiểu bối. Nhà ngươi có thấy cái ta vừa thấy không? Ta đâu có đuôi đâu mà không thấy. Thật là to gan chứ. Thiệt là lớn gan chứ. Thu Hương dám phơi đồ cho Dương kia à? Đúng, tự nhiên đang chăm sóc cho Dương Nhi, mắc cái màn gì chuyển thành à hoàng của Dương Nhi. Hậm hực quá. Ngươi có đang nghĩ cái ta nghĩ hay không? Có chứ. Kì đi mét má. Cho tôi hơn một trận thế làm gì? Không, đi mét má. Không, ta phải cho tôi hơn một trận. Đi mét má. Tao phải đi mét má. Đi mét má. Đi mét má. Tôi hơn một trận. Đi mét má. Mama. 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 Chuyện gì? Chuyện gì? Mama. Ta nói trước. Bây giờ một đứa nín một đứa nói, không thể nào nói hai đứa được, hiểu chưa? Bây giờ đứa nào nói? Dạ con. Nói đi. Mama. Mama. Con thấy Thu Hương chăm sóc với lại giặt đồ cho Dương Nhi. Dạ. Xong chưa? Dạ rồi. Nói xong chưa? Dạ rồi. Giặt đồ, chăm sóc cho Dương Nhi. Đó là chuyện mỗi ngày Thu Hương phải làm. À, tại vì Dương Nhi đang bị thương thì Thu Hương nó phải giặt đồ chăm sóc cho Dương Nhi, hiểu chưa? Mama, chưa hết đâu mama. Con còn thấy Thu Hương cơm bưng nước rót cho Dương Nhi nữa đó. Thật là bất công cơ chứ. Làm gì bất công? Thì hai cô không làm thì Thu Hương phải làm. Ganh tị không làm, làm biếng không làm, rồi nói người ta bất công là sao? Anh nói làm biếng đâu, bận đi rình hai người đó thôi chứ bộ. Nói như vậy mà nghe được hả? Mama, rõ ràng là con thấy hai người đó giống như là
có tình cảm với nhau vậy đó. Dạ đúng rồi mama, giống như là đang yêu nhau. Dạ. Nghĩ sao vậy? Thu Hương là người hầu của Bạch Phu Nhân, mà Dương Nhi đang được Bạch Phu Nhân sủng ái, thì hai đứa nó làm gì dám lén phén với nhau chứ. Mama, mama tin tụi con đi, rõ ràng hai người đó là có tình cảm với nhau mà. Nè, ta nói cho người biết nha, cái gì ăn ăn cái nào cúng cúng nghe chưa. Mama, con hỏi mama nè, đồ mama kiếm con mama làm gì? Ăn thì đó. Nhà ngươi hả? Không ra ngậm họng nghe chưa. Khoái chí lắm hả? Dạ. Hả không ra? Bớt nói lại nha. Tử, người thấy trong người sao rồi? Dương công tử, người có sao không? Ta không biết, nhưng mà Dương công tử, người làm cái gì vậy? Ta thích làm như vậy. Thu Hương, Dương công tử, người đừng làm như vậy mà. Ta yêu nè. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Đánh nó đi. Đánh ta nữa đi. Đừng làm như vậy mà. Đánh ta nữa đi. Dương công tử. Nhưng mà Thu Hương. Sao mà ngủ đây vậy? À. 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 Ma, ma, ma. Nè 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 nè. Nè 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 nè. Hay hay sao vậy? Hay hay ơi, ta mới vừa gặp ma. Ma. Nhà ngươi nghĩ làm sao vậy? Ở đây làm gì có ma? Ta nói thiệt, chị mắt ta, đúng rồi. Con ma nó đứng ngay cái chỗ của ngươi nè. Ta thấy ma rõ ràng. Nè 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 nè. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không vậy? Hả? Nếu như mà ở đây có ma là nó thấy ngươi nó sợ đó. Khùng điên đâu không à. Trời ơi, ta nói thiệt, ngươi phải tin ta chứ. Ma đằng sau kìa. Ma. Tao nó bụng chết rồi. Công tử, ra đi. Ra đi công tử. Ra đi, người ra đi mà công tử. Thu Hương à. Hả? Ra là ra cái gì? Ra mồ hôi. Ra mồ hôi để làm gì? Ra mồ hôi thì bệnh tình mới thuyên giảm được. Thu Hương à, ta nghĩ ra mồ hôi bệnh tình ta cũng không thuyên giảm đâu. Mà chỉ có ra duyên ta cưới nàng, ta mới khỏe mà thôi. Công tử thiệt là khéo đùa. Thu Hương, ta không biết là chuyện gì hôm qua đã xảy ra với ta. À, đêm qua công tử bị trúng mê hồn hương. Trúng mê hồn hương? Mê hồn hương thì không có thuốc giải, chỉ có một cách duy nhất là chúng ta phải phơi nắng để cho mồ hôi ra thiệt nhiều thì mới thuyên giảm được. Ta còn nhớ mãi mãi đêm qua, khi ta vừa ngửi được mê hồn hương, người ta bắt đầu nóng bưng bưng lên, mồ hôi thì nhễ nhại, mắt long sòng sọc, thú tính lại trỗi dậy. Thu Hương, đêm qua ta có những hành động thô lỗ với nàng, mong nàng bỏ qua cho ta. Công tử, người đừng có làm vậy. Đêm qua là do mê hồn hương nên ta không trách chàng đâu. Nhưng mà ta thắc mắc một điều. Ai
ai lại đầu độc ta như vậy chứ? À, công tử à, mê hồn hương không phải là một loại thuốc độc. Không phải là một loại thuốc độc? Mê hồn hương chỉ là một loại hương kích thích dục tính của con người. Kích thích dục tính của con người? Như vậy là nếu hôm qua ta không phải ở trong phòng mà là ở trong chuồng heo, thì lập tức ta ngửi mê hồn hương thì thú tính của ta lại trỗi dậy. Một mình ta chấp hết bầy heo hay sao? Trời ơi, sức đâu mà chịu nổi chứ. Công tử, người thiệt là khéo đùa. Mê hồn hương chỉ có tác dụng với những người mà công tử có tình ý thôi. Chỉ trừ khi công tử có tình ý với con heo thì mới có chuyện xảy ra. Thu Hương, nàng cũng thật là đáo để. Nàng nói sao? Mê hồn hương này chỉ có tác dụng với những người mà mình có tình ý. Dạ. Thu Hương, như vậy là trong lòng của ta đã có nàng. Ờ, công tử, xin người hãy tự trọng. Công tử đừng có như vậy. Lỡ như Bạch phu nhân biết được thì sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nàng biết không, ngay từ lần gặp đầu tiên ta đã có tình cảm với nàng. Nhưng mà ta sợ Bạch phu nhân, cho nên ta không dám thể hiện. Nhưng qua lần thập tử nhất sinh này, ta mới biết quý trọng mạng sống của mình, và mới biết quý trọng được những giây phút bên nàng. Thu Hương, ta yêu nàng. Dạ xin công tử. Tại sao người lại có mặt ở đây? Thu Hương, Dương Nhi, hôm nay ta đến đây là để gặp hai người. Người gặp chúng tôi có chuyện gì không ạ? Ta muốn hỏi một câu, có phải là hai người có tình cảm với nhau không? Dạ không có. Thu Hương, từ bé cho đến lớn người ở phủ của ta, ngươi chưa bao giờ biết nói dối. Nhìn vào ánh mắt của hai người, ta đã biết hai người có tình ý với nhau. Nhưng xin công tử, xin người đừng nói chuyện này lại với Bạch phu nhân. Yên tâm, bình sinh ta rất thích những cặp nhân duyên đẹp. Hai người rất xứng lứa nhiều đôi. Ngu tầm ngu, mã tầm mã. Ta rất mến mộ, nhưng ta e mối lương duyên này không có kết quả tốt. Dạ xin công tử, người nói như vậy là có ý gì? Chắc ngươi cũng biết Bạch phu nhân có tình ý với ngươi đúng không? Ngươi nghĩ như thế nào khi Bạch phu nhân biết được câu chuyện của hai ngươi? Ngươi cũng thấy hình ảnh của Lam Nguyệt cô nương bị phu nhân của ta đối xử như thế nào mà. Mẹ nào thì con nấy. Ta e tới lúc đó, đừng nói là khuôn mặt, tính mạng của Thu Hương cũng không được bảo toàn. Nhưng dạ xin công tử, vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Trốn. Hai người phải trốn đi thật xa, tới một nơi mà không ai tìm được. Bây giờ hãy tranh thủ phơi hết số quần áo này rồi tính toán mọi chuyện đi. Ta chỉ có thể giúp hai người được như vậy. À, Dương Nhi, xem như cuộc nói chuyện này giữa ta và các ngươi chưa bao giờ tồn tại. Thôi, xin cáo biệt. Thôi đi. Nhắc lại cho mama, nội quy 1000 cho mama nghe. Mama dặn con
là Kỷ Nam chỉ được chiều khách, không được yêu khách. Chỉ được quyền chiều khách chứ không được yêu khách. Tại sao con cãi má má? Tại sao? Làm nghề này chỉ mua vui cho thiên hạ chứ không được yêu nhau. Nghe chưa? Hôm nay trước bàn thờ tổ, mama đánh để cho con nhớ, sau này con nhớ yêu ai là phải nhớ quy môn của chúng ta. Nghe chưa? Ây à, đúng là tội nghiệp Dương Nhi, đã bị thương mà còn bị đánh nữa, không biết có chịu nổi không chứ. Cũng tại ta với người khổng nghiệp nét mama cái vụ Dương Nhi yêu Thu Hương, cho nên Dương Nhi mới bị đánh như vậy đó. Đúng là nghiệp tụ, thấy thì cũng tội, mà thôi cũng kệ đi. Chứ sao nữa, ngươi nghĩ thử coi, bây giờ mà ta với ngươi mà không mét cái chuyện này cho mama thì mama làm sao cản được bọn chúng, mà lỡ như đến tay Bạch phu nhân á, có phải là lớn chuyện không? Chưa kể là liên lụy tới ta và ngươi nữa đó. Trời ơi, khẩu nghiệp á là không có tốt, nhưng mà trong trường hợp này nó lại hợp lý đó. Nói vậy là chúng ta sắp gặp đại họa rồi hả? Mama cãi, không được yêu. Dương Nhi, Tú Mama có làm khó chàng không? Không. Tú Mama không làm gì ta hết. Sao sắc mặt chàng? Ta không sao đâu. Nàng đừng lo cho ta quá. Chàng ngồi đi. Chàng sao vậy? Ta không sao. Hả? Ta không sao. Là Tú Mama đánh chàng sao? Ta bị như vậy là đúng, bởi vì ta đã vi phạm nội quy. Sao bà ta lại ra tay độc ác như vậy? Chàng là gà đẻ trứng vàng cho bà ta mà. Tú Mama nói đúng, đã là Kỷ Nam chỉ được mua vui cho khách, không được yêu khách và không được yêu bất kỳ ai. Ta chỉ là vật mua vui cho tất cả mọi người thôi, ta không có quyền được yêu. Dương Nhi, chàng không được nói như vậy. Là Kỷ Nam thì đã sao? Kỷ Nam cũng là con người, Kỷ Nam cũng bằng xương bằng thịt, cũng có trái tim mà. Thu Hương à, bây giờ nàng hãy mau trốn đi. Bạch phu nhân mà biết được chuyện này sẽ không tha cho nàng đâu. Không, nếu như ta bỏ trốn, còn chàng thì sao hả? Tú Mama đã nuôi ta từ nhỏ, nơi này là nhà của ta, ta không thể nào bỏ Tú Mama cũng như là bỏ cái kỷ diện này được. Nàng hãy đi Thu Hương. Dương Nhi, nếu như đây là nhà chàng thì đây cũng sẽ là nhà của ta. Ta sẽ không bao giờ rời xa chàng đâu. Thu Hương, nếu như vậy ta và nàng hãy trốn đi tận xa, để mong có cơ hội ở bên nhau. Dương Nhi,
Thu Hương, Thu Hương, chúng ta tạm thời nghỉ ở đây nha. Dương Nhi, chị có mệt không? Ở bên cạnh nàng là ta cảm thấy vui rồi. Ta không có mệt. Sao lúc nãy chàng không chạy đi? Lỡ như gia đình bắt được chàng thì sao hả? Thu Hương à, có sống chúng ta cùng sống, nếu chết ta vẫn nguyện ở bên nhau. Bỏ trốn. Phu nhân, Bạch phu nhân, con đã nhìn thấy chúng làm gì nữa? Tất cả giao chúng đi. Bạch phu nhân, Bạch phu nhân, Bạch phu nhân, hãy tha lỗi cho nàng. Bạch phu nhân, phu nhân, Bạch phu nhân, phu nhân. Không có ma đâu. Ra đây cho ta. Ủa ma, ra đây cho ta. Hả? Ma ma. Tại sao mà mầm nói hoài mà con không chịu nghe vậy? Hôm nay ta nhất định phải làm rõ chuyện này. Đôi cậu nam nữ này dám phản bội mẹ ta, hôm nay ta nhất định phải chém chết tụi nó mới được. Tụi bay, lên. Bạch phu nhân, lỗi không phải tại tôi. Lỗi không phải tại tôi. Không liên quan gì tới tôi, không liên quan mama. Gì tới tôi. Mama. Mama. Thiên Kim. Mẹ, đôi cậu nam nữ này dám phản bội mẹ, con phải giết chết chúng. Thiên Kim. Chém chết hai đứa nó thì quá dễ dàng cho nó rồi. Chào tất cả mọi người. Chào Bạch phu nhân, Thiên Kim tiểu thư, Dương Nhi, Thu Hương. Ngươi là ai? Ta là ai? Các ngươi không nhận ra ta à? Làm việc phu nhân. Thì ra ngươi là ả kỹ nữ bị ta hủy hoại nhan sắc để thành một tên ác ma đây mà. Bạch phu nhân, Dương Nhi, hôm nay ta tới đây, ta có tin vui cho hai người. Dương Nhi, ngươi có thấy miếng ngọc bội này quen không? Ngọc bội của ta. Ngọc bội của ngươi vẫn còn nằm trong người của ngươi kia mà. Thì ta sẽ ngươi được mày. Thì kìa. Ngươi có nhớ là ngươi đã từng tâm sự với ta về những miếng ngọc bội này không? Dương Nhi. Lâm Nguyệt tỷ tỷ, sao tỷ lại ra đây vậy? Dương Nhi làm sao vậy? Sao lại rơi lệ rồi? Không sao hết á. À, ta biết rồi. Ai ái và ế ấy là ăn hiếp ngươi nữa đúng không? Không có đâu, hai tỷ đó chỉ giỡn thôi, không có ăn hiếp đệ đâu. Chứ tại sao ngươi khóc? À, tại vì để buồn vu vơ thôi. Trên đây đang cầm cái gì đó, cho Lam Nguyệt xem được không? Nửa miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội này là của mẹ Dương Nhi đó. Lúc mà Dương Nhi còn nhỏ thì mẹ Dương Nhi đã gửi lại miếng ngọc bội này. Và một cảm giác rất là lạ, khi mà Dương Nhi cảm thấy cô đơn cũng như là khi mà gặp chuyện buồn thì đây chính là người bạn đồng hành giúp Dương Nhi vui và hạnh phúc. Ta cũng hy vọng một ngày sớm nhất Dương Nhi có thể gặp lại mẹ mình. Miếng ngọc bội này rất là quý giá, Dương Nhi hãy cất trong người, đừng có đeo nó lên, mất công người trong Lam Nguyệt phường này tưởng là Dương Nhi ăn cắp của ai đó. Dạ, đa tạ Lam Nguyệt tỷ tỷ. Ngày mà Thiên Kim tới đây hủy hoại nhan sắc của ta, trong lúc xô xát, ta đã giật được nửa miếng ngọc bội này. Và ta nhớ ra rằng Dương Nhi cũng có nửa miếng ngọc bội y chang như vậy. Và ta đã tìm hiểu, và ta đã biết được rằng Dương Nhi và Thiên Kim là hai anh em ruột. Ngọc bội đã thành một đôi. Vậy là đồng nghĩa với việc Bạch phu nhân đã loạn luân với chính con trai của mình.
Nhi. Mẹ. Ủa mẹ, hôm nay mình đi đâu vậy? Ừ, hôm nay mẹ con mình sẽ lên chùa cầu xin Phật trời phù hộ cho cha con nhanh về với mẹ con mình, phù hộ cho con khỏe mạnh nè. Con các ngươi nhận nhau không cảm thấy xấu hổ khi đã loạn luân với nhau à? Lam Nguyệt, ngươi đã sai lầm rồi. Xin lỗi bạch phu nhân. Dương Nhi mời bạch phu nhân dùng trà. Dạ thưa bạch phu nhân, bạch phu nhân đã đến đây rồi. Ngày hôm nay Dương Nhi sẽ làm tất cả mọi thứ để cho người được vui. Dương Nhi hát nha. Ánh trăng sáng ngời, có cây đa to, có thằng cùi già. Dạ phu nhân, mấy bữa nay Dương Nhi tiếp khách nhiều quá cho nên giọng hơi khàn, hơi khan, xin bạch phu nhân bỏ qua. Nhưng mà bạch phu nhân yên tâm đi, Dương Nhi còn rất là nhiều tiết mục nữa. Bây giờ Dương Nhi sẽ nuốt cái ly này, nuốt cái dĩa này, nuốt cái bình này, và nuốt cái chậu bông này. Thôi 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 Dương Nhi, không cần đâu. Ha, không được đâu. Bởi vì á, bạch phu nhân là khách quý của ta. Chính vì vậy bây giờ ta sẽ biểu diễn tiết mục mà ta chưa biểu diễn tiết mục này với những vị khách khác. Ta sẽ biểu diễn đèn cây đốt lên da của ta mà không bị nóng. Dương Nhi, Dương Nhi, không cần đâu. Ngồi xuống đi. Phu nhân không vui à? Phu nhân, Dương Nhi đã làm gì phật lòng người sao? Dương Nhi ngồi xuống đi. Dạ, thân phận của Dương Nhi thấp hèn, nào dám ngồi bên cạnh phu nhân. Ngồi xuống đi. Không hiểu sao trong lòng ta luôn luôn nhớ đến ngươi, ta luôn lo lắng cho ngươi. Bạch phu nhân, ngay từ lần đầu gặp ngươi, đêm về lúc nào hình bóng của ngươi cũng ở trong tâm trí của ta, cảm giác nó rất lạ. Và ta cũng hiểu tại sao lại như vậy. Không thể nào, đêm nào bạch phu nhân cũng vào phòng của Dương Nhi mà. Đáng tiếc, quá là đáng tiếc mà. Nhân sinh, uổng công hai ta đã dày công âm mưu để sắp đặt cho hai mẹ con ngươi gặp nhau, vậy mà vẫn không loạn. Ta đã hiểu rồi. Đêm hôm đó chính nhà ngươi đã xô ta vào mũi tên để cho mẹ ta chú ý tới ta,
đâu. Chính đêm hôm đó ta đã xô ngươi bằng cánh tay phải thần thánh này. Ta xô ngươi để cứu mẹ ngươi, để hai người từ đó có cơ hội gần gũi và nảy sinh tình cảm. Vậy mà thức quá, ông trời không có mắt mà. Vậy mà cũng không loạn lý, còn để Thu Hương yêu ngươi nữa. Và cũng chính ta, chính ta là người thổi mê hồn Hương vào phòng ngươi. Ta cảm ơn âm mưu thâm độc của nhà ngươi đã giúp mày hai con chúng ta bên nhau mãi mãi. Cảm ơn, cảm ơn sự dối trá của các ngươi. Nhân sinh đây đâu, bắt hai kẻ lại với ta. Hai người đi đi, đi càng xa càng tốt. Bạch phu nhân, Nhân sinh, tâm lòng của bà thật là buồn. Nhân sinh, bây giờ vẫn tha cho ta. Nhân sinh, bà tưởng bà còn quyền hành cho tha mạng cho ta. Nể tình bà, ta sẽ cho bà chết toàn thay. Riêng con độc phụ này, ba với ngươi dễ vợ tình chồng. Ba là phu quân của ngươi mà ngươi đối xử với ta như kẻ hầu người hạ. Ngươi lăng mạ sỉ nhục ta bất cứ đâu, bất cứ lúc nào ngươi muốn. Ngươi ở với ta mười mấy năm trời không có một đứa con. Ta chán ghét ngươi vô cùng, bởi vì ta mới đi ra ngoài tìm ngươi, vậy mà vẫn không biết thân đức phận của mình. Còn ép ta dùng đôi bàn tay để hủy hoại dung nhan của lão Nguyễn cô nương, mối thù này nhất định ta phải trả thẳng thẳng với ngươi. Phải đâu, bắt con chung lại. Mẹ, bắt con. Phu nhân, Lâm Nguyệt tỷ tỷ, ta thật không ngờ tỷ tỷ lại đối xử với ta như vậy. Từng chén cơm, từng giấc ngủ của tỷ cũng do một mình Dương Nhi này lo. Tỷ giỏi lắm, tỷ sống ác với ta lắm. Dương Nhi à, ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc. Phải chi dung nhan ta không bị hủy hoại thì đã không ra cớ sự ngày hôm nay. Gian sinh, giết hết bọn chúng cho ta. Ai dám, đã có Tú Ba Ma trợ giúp. Bình tĩnh, vậy thì để ta ra tay. Lâu chào, Phủ chào, cầm nã thủ, xin lỗi và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn Tú Mama cũng như là các anh em đã hỗ trợ. Chúng ta là gia đình mà, hoạn nạn phải giúp nhau chứ. Tú Mama, ta sẽ tặng thật nhiều vàng bạc châu báu cho bà. Tú Mama, mình có nhiều vàng bạc châu báu rồi, hay là mình đóng cửa kỷ viện đi. Cô bé này nói như vậy là không được đó nha. Dù ta có vừa vàng bạc châu báu đi chăng nữa, nhưng mà ta vẫn làm kỵ nữ à. Ta làm điều này là vì gì các con? Vì đam mê. Khi qua làm lòng tương tư một cánh hoa. Đời trai phong ba đó đây mới đầu là nhà. Ngoài bao thăm gì chẳng lớn lao, nhưng khi thành ta tựa như núi cao. Chỉ cần ta ở bên cạnh nhau đến mãi xa. Tung hoành khắp nơi vàng lấy lừng, khắp nơi vàng lấy lừng thì anh với ai? Ta thề nhất khi nằm chữ dây. Mỗi ơi, mỗi ơi, trời cho ta sắc tài cá những đồ bí hài. Mặc cho có lời chăn gió quấn kè gánh tay. Để cô nương ơi, ta muốn trao nàng tấm lòng. Muốn trao nàng tấm lòng ta. Đừng xem ta như một kẻ chiêu đùa bướm ơi. Chỉ cần bên ta đường đó ta trải hoa hồng, cùng nhau ta xây giấc mộng nơi đảo.
nơi bạn lấy được. Ta đẹp nhất khi nằm chưa ai tung hoành khắp nơi bạn lấy được. Chỉ cần bên ta.